Công ty khởi nghiệp Neuralink của tỷ phú người Mỹ Elon Musk hôm 19 tháng 9 cho biết họ đã được phép tuyển dụng người tham gia thử nghiệm đầu tiên liên quan đến gắn chip vào não người. Đặt trụ sở tại bang California, Mỹ, Neuralink là một trong số ít các công ty phát triển giao diện não, máy tính BCI có thể thu thập và phân tích tín hiệu não. Theo Reuters, cuộc nghiên cứu sẽ sử dụng robot để phẫu thuật đặt chip BCI vào vùng não, kiểm soát ý định di chuyển. Mục tiêu là cho phép người điều khiển con trỏ hoặc bàn phím máy tính chỉ thông qua suy nghĩ của mình. Cuộc nghiên cứu sẽ đánh giá liệu công nghệ có an toàn và vận hành như kỳ vọng hay không. Những người bị liệt do chấn thương tủy sống cổ hoặc bệnh xơ cứng teo cơ một bên có thể đủ điều kiện tham gia cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên, Neuralink không tiết lộ có bao nhiêu người tham gia cuộc thử nghiệm dự kiến kéo dài khoảng 6 năm này, cũng như thời điểm và địa điểm diễn ra nó. Với Neuralink, tỷ phú Musk có những tham vọng lớn khác, như sử dụng chip để điều trị các tình trạng như béo phì, tự kỷ, trầm cảm và thần kinh phân liệt. Hồi tháng 5, Neuralink thông báo được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt việc gắn chip lên não người. Theo các chuyên gia, ngay cả khi thiết bị nói trên được chứng minh là an toàn cho con người, công ty có thể mất hơn 10 năm để được cấp phép thương mại hóa thiết bị này.